Xin chào các anh chị. Thì hôm nay Hải sẽ tiếp tục chia sẻ của anh chị mình một cái loại cây mà nó có thể hỗ trợ chúng ta cái bệnh hở van tim, bệnh đau nhức xương khớp, bệnh tiểu đường type 2, bệnh gút, rất là tuyệt vời. Loại cây này nó có thể hỗ trợ chúng ta điều trị cái bệnh ho, viêm họng, viêm hầu, nói chung là đường hô hấp ấy. Rất tuyệt vời đó. Và rất là nhiều công dụng nữa mà hôm nay Hải sẽ chia sẻ của anh chị mình. Nếu ai muốn trồng một cái loại cây mà nó có thể làm đẹp ở khu vườn nhà ta, mà nó còn hỗ trợ điều trị những cái bệnh để cho các anh chị mình phòng thủ khi mà chúng ta bị bệnh, thì chúng ta lại có cái loại cây ngay trước mặt. Loại cây này nó trị hở van tim và trị tiểu đường rất là tuyệt vời. Và đó là loại cây gì ạ? Đây này của anh chị. Thì đây này các bác chị, đây là cây cỏ đuôi chuột hoặc cây cỏ đuôi lương, hoặc là cỏ roi ngựa, hoặc là cỏ điền thông. Mình đã cho các bác chị mình xem cái hoa của nó. Sau khi hãy nhổ lên thì cái hoa nó rụng hết rồi. Thì cây này nó trị bệnh rất là tuyệt vời. Cây này khi chúng ta sử dụng, bộ phận sử dụng thì chúng ta sử dụng toàn thân. Tính vị của nó là vị đắng, tính hàn. Nó thuộc họ cỏ roi ngựa. Rồi chúng ta sẽ đi vào bài thuốc thôi. Nếu cô bác chị mình muốn sử dụng cây này để điều trị cái bệnh ho, viêm họng, viêm hầu thì rất là đơn giản. Nói chung là bị viêm cái đường hô hấp ấy. Thì cô bác chị mình lấy cho Hải là một nắm lá tươi như thế này, một nắm lá, một nắm tương đương với lại 15 đến 20 lá nha, 15 đến 20 lá. Cô bác chị mình tươi ha, cô bác chị mình ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo, và cô bác chị mình giã nát và đổ thêm cho Hải vào đó là một cái ly nước nhỏ như thế này nha, ly nước nhỏ như thế này, đi nước lọc hoặc nước nấu sôi để nguội, ly nước ba cao thế này và nhỏ như thế này. Xong các anh chị mình vắt lấy nước cốt. Sau khi vắt lấy nước cốt xong, các anh chị mình bỏ vào cho Hải đó một ít đường, bởi vì nó có tính vị đắng, không bỏ cũng được không sao hết đó. Hoặc là một ít muối, mình khuyến cáo các anh chị mình nên cho một ít muối vào, quậy cho đều ra. Xong các anh chị mình mỗi lần ngậm một ngậm, nuốt từ 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 cho nó thấm vào thành họng chúng ta, nó trị cái viêm rất là tốt đó. Cứ ngậm vậy thôi, ngậm một ngậm, nuốt từ từ vào thì nó sẽ giúp chúng ta hỗ trợ điều trị bệnh viêm họng, viêm hầu rất là tốt. Nếu viêm họng hạt nhẹ thì nó cũng thể giúp đỡ của anh chị mình ha. Viêm amidan, nói chung là viêm những cái đường hô hấp, về viêm amidan này, viêm họng, viêm hầu, viêm họng hạt nhẹ đó. Khi mà của anh chị mình bị viêm đường tiết niệu, tiểu buốt tiểu gắt, đó, viêm đường tiết niệu rồi tiểu buốt tiểu gắt, các anh chị mình lấy cho Hải là từ 20 đến 30 gram cây đuôi chuột toàn thân khô, nếu tươi thì khoảng 50 đến 60 gram, nếu khô thì khoảng 20 đến 30 gram, nếu tươi thì ngâm qua nước muối loãng rồi nước sạch để ráo, nếu khô thì khỏi. Các anh chị mình bỏ vào một cái nồi, đổ cho Hải 1 lít nước và nấu sắc lại cho Hải còn nửa lít và chia ra nhiều lần uống trong ngày. Nó giúp chúng ta, bởi vì tính vị của nó là tính lạnh hàn, cho nên khi mà chúng ta bị viêm đường tiết niệu, do chúng ta bị sốt, do chúng ta bị nóng cơ thể, thì sau khi nó viêm thì nó sẽ bị sốt. Trong cơ thể chúng ta khi mà bị viêm cái bất cứ bộ phận nào thì nó sẽ bị sốt, thì khi chúng ta bị nóng cơ thể thì nó mới bị viêm đường tiết niệu. Viêm đường tiết niệu thì chúng ta sẽ sử dụng cái cây đuôi chuột này bằng một vị thuốc này thôi là rất tuyệt vời. Nửa lít đó của anh chị mình sắc ra nửa lít đó, thì của anh chị mình chia làm nhiều lần uống trong ngày, từ cây đuôi chuột này hoặc là cây điền thông này, của anh chị mình thấy nó tuyệt vời chưa? Hai cái bài thuốc này á, là trị được những cái căn bệnh mà thường xuyên của anh chị mình gặp phải đó. Đôi khi chúng ta sử dụng trồng để làm cái cảnh mà chúng ta còn trị bệnh rất là tuyệt vời từ cây đuôi chuột này.
Cô anh chị mình nhìn kỹ lại cái cây đu chuột và chúng ta sẽ đi vào cái bài thuốc rất là tuyệt vời của nó, trị hở van tim, tiểu đường, đó, tiểu đường type 2, đau nhức xương khớp, đó rất là tuyệt vời. Và bệnh gút nữa cô anh chị. Cái lá của cây này, cô anh chị mình thoạt nhìn nó gần giống, nó mới lên, nó chưa có hoa. Cô anh chị mình thoạt nhìn nó gần giống như cây cước lợn nha. Nhưng nhìn kỹ thì nó sẽ khác, nó không, nó ở mặt trên đó, nó nhăn nhưng mà nó không có lông. Ở mặt dưới đó, nó có một cái lớp lông mịn thôi, hoặc là không có lông luôn. Còn cây cước lợn đó, là nó có lông hai mặt nha. Hoa cước lợn không phải như vậy nha. Mới lần đầu của bác anh chị nhìn thì thường rất là giống, nhưng nhìn kỹ nó không giống. Lá này nó nhăn nhưng mà nó rất là láng nha, láng. Thân nó cũng không có lông luôn, có nhưng mà nó một lớp lông mịn thôi, không có nhiều đâu. Mà cái phân biệt là cái phân biệt rõ ràng nhất là cái hoa của nó là giống như cái roi để roi ngựa đó, hoặc là đuôi con chuột đó, hoặc là đuôi lương đó, người ta mới đặt cái tên cho nó là như vậy. Rồi để sử dụng cái cây đuôi chuột này để hỗ trợ điều trị cái bệnh hở van tim, tiểu đường type 2, đau nhức xương khớp, bệnh gút, bệnh viêm, những cái viêm khớp, thì cô anh chị mình sử dụng cách nào? Cô anh chị mình lấy cho Hải 30g đọt và lá tươi. Có hai cách, cô anh chị mình theo dõi cho nó kỹ ha. Đọt nè và lá tươi như thế này, 20-30g. Xong cô anh chị mình nếu khô thì 10-15g, nếu tươi thì 20-30g. Cô anh chị mình ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo. Cô anh chị mình bỏ vào một cái bình đi, cái bình ha. Rồi cô anh chị mình là nấu cho Hải là cái nước sôi á, nấu sôi lên 250ml, có nghĩa là một xị nước nấu sôi. Nấu sôi lên đổ vào cái bình đã có cây đuôi chuột ở trong đó. Cô anh chị mình đậy nắp lại, có nghĩa là chúng ta hãm đã uống đó. Uống hết nước đầu chúng ta sẽ đổ nước thứ hai vào. Mỗi lần dược liệu như vậy chúng ta có thể pha 2 lần trà chúng ta uống. Đó. Rất tuyệt vời để hỗ trợ điều trị những cái bệnh này. Còn nếu như ai không có thời gian thì chúng ta sử dụng cách nào? Sáng ra súc miệng xong, các anh chị mình bẻ cho Hải á từ 7 đến 9 lá, tùy theo lá lớn nhỏ. Từ 7 đến 9 lá như thế này, không quá non cũng không quá già. Đó. Lá tươi như thế này. Nhớ là lá tươi. 7 đến 9 lá, của anh chị mình ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo. Và của anh chị mình nhai từ từ, nhai cho thật nhuyễn ra, nhai từ từ và nuốt. Trưa chúng ta nhai một lần nữa cũng được. Mỗi ngày chúng ta có thể nhai từ 1 đến 2 lần nha. 1 đến 2 lần. Trưa sáng trưa hoặc là sáng chiều cũng được. Đó là cách cực kỳ đơn giản. Từ nãy giờ của anh chị mình xem được 3 bài thuốc. Mà có kết hợp với cái vị thuốc nào thì nữa thêm không ạ? Bởi vậy đầu video hay nói cây này chúng ta trồng làm cảnh rất đẹp, nó có hoa màu tím. Đó, rất là đẹp. Ngoài ra điều trị bệnh rất là tuyệt vời. Cái mà quý của nó là chỉ sử dụng một mình nó thôi là chúng ta trị bệnh được rồi. Thì trong thực tế thì cũng có một số người đã áp dụng trị hở van tim từ cái cây đuôi chuột này, cũng đã có kết quả rất là tốt. Rồi những người bị tiểu đường, bị sáng ra đường nó tăng cao, đường huyết nó tăng cao đó các anh chị mình, rồi sử dụng cái lá này để nhai để hạ đường huyết xuống, cũng rất là tuyệt vời, có kết quả rất là tốt luôn. Thì thấy nó rất là tốt như vậy cho nên Hãy chia sẻ lên đây cho các anh chị mình. Cây này Hãy đã chia sẻ rất lâu rồi, nhưng thời gian gần đây có rất nhiều các anh chị mình hỏi Hãy về vấn đề này. Bởi vì một số các anh chị đó mới vào theo dõi cái kênh của Hải cho nên không có thấy cái video đó. Hãy biết rằng rất là nhiều các anh chị mình không thấy được cho nên là hỏi Hải, cho nên bây giờ Hải sẽ chia sẻ lại cho các anh chị mình để chúng ta nắm rõ hơn. Và cây này khi mà các anh chị mình trồng ra, nó có hoa, nó có hạt, nó rụng xuống, nó sẽ mọc rất là nhiều, mọc lên rất là nhiều. Và cây này các anh chị mình có thể tìm mua ở trên mạng, ở những cái trang mà bán cây dược liệu cũng có rất nhiều. Hiện tại thì Hải cũng đang gây giống nè. Sau này nó nhiều lên á thì Hải sẽ tặng cây giống cho các anh. Cái ly riêng cái này Hải tặng cây giống, không tặng hạt, hạt nó nhỏ lắm. Tặng cây giống cho các anh chị mình, nó cứ lên ba cao vậy á, Hải bó bầu, bỏ vô bầu á, một cái bịch nhỏ nhỏ vậy nè. Dài vậy. Xong cái Hải chọt một lỗ á.
xong cái hãy ươm nó vào trong đó. Khi mà cái cây nó lên như đây, hãy ươm vào trong đó, nó cứng cáp đàng hoàng, xong cái hãy đóng gói cho cô bác anh chị mình, mỗi người một hoặc hai cây để chúng ta làm giống. Nó trị được ho hen này nọ, rồi nó trị được viêm đường tiết niệu do nấm cơ thể, nó trị được thở van tim, tiểu đường, rất là nhiều cái để cho nó trị. Thì như vậy thì rất là tuyệt vời, đáng để chúng ta có thể trồng ở trong cái sân của chúng ta. Rồi thì hôm nay Hải cũng đã chia sẻ xong của anh chị mình những công dụng rất tuyệt vời của cây đuôi chuột, cây đuôi lương, hoặc là cây roi ngựa, hoặc là cỏ roi ngựa, hoặc là cây điền thông. Mong rằng nó có thể giúp của anh chị mình một phần nào hiểu thêm về những loại dược liệu của Việt Nam chúng ta. Đôi khi chúng ta đang bị bệnh mà có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chữa bệnh, thì đây là một cái hy vọng để chúng ta có thể làm thành bài thuốc. Nếu hợp cơ địa thì rất là tuyệt vời. Rồi, thì cô Diệu Hải cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Hãy chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây, hãy xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.